của Đất Phương hôm nay sẽ đưa lên một con mồi đồng khoai thố. Con này thì đẻ bét được cũng tầm 10 buổi rồi. Và nó cũng mới đi chơi hôm qua ở Buôn Đức mới vừa. Thì con chim này nó là giống mọc hậu, tiếng rất tốt. Đặc điểm nước con này thì vẫn giống thúc bình thường. Thấy chim là thúc rất nhặt, thúc nó dồn tới như là gần như dặm vậy đó. Còn là dặm chủ yếu là lót thôi, một hai tiếng thôi. Chủ yếu là quèo trong là nhặn gù. Thì con này đã để quá thân rồi, đi bét 10 buổi. Nhưng mà con này là để đi núi và đi chơi thì nó đã quá là chịu và thần xe với đường dài rồi. Lên là móc lên là quay lưng đi là giống liền. Anh em nghe cái tiếng gù nó một tí nè. Con mà mình cho gù với nó là bồi thôi, chỉ đợi cho nó gù thôi. Mình không... nên là từ lúc ta nghe con lòng gù thì này kia đó không quan trọng, là con bồi mới bắt thôi. Thì thù thớ với cái đeo mặt con chim này thì nó rất là dữ nha anh em. Mắt đẹp. Gù rất là chặt. Cườm nó thì giống rất là chặt cườm. Con này thì ngược trong nó gù thì không có suy nghĩ nữa, thì nó chỉ là trơn nước thôi. Nói chung là cũng giống thúc, xuyên giống xuyên thúc. Thấy chim thì thúc sang nhận vào trong gù thôi, còn ngồi đây cũng không phải là mở miệng lên là gù hoặc là thúc dặm gì nha anh em. Con này lên rừng thì chơi rất là siêu, kể ngay thôi. Nó là đồng thổ nhưng mà nó gù vừa sâu một tí là nó hơi dốt qua hơi kim.
Tí nữa nó sẽ có một âm đồng nhiều. Con này là đóng một khung cườm với cái con cổ rất là đẹp. Lưng nó là tôm. Con này mà cu vào cây không ghé gu thì nó cũng nhận tới thôi. Đây là cũng là một con mồi, thì mình sẽ quay cái ngoại hình và thu thở nó cho anh em xem rồi có những gì thì mình sẽ nói sau. Thì những con chim này nó cũng rất là nhiều tiền, thì mình có quay ngoại hình cho anh em xem và nói nó bắt nhiều chim cũng không quan trọng, nhưng mà chủ yếu là những con này mình sẽ nói kỹ hơn và anh em đi chơi rồi đừng ngồi rừng rồi sẽ biết nó như thế nào. Rồi, chào anh em.